Chị. Sao thế? Buồn ngủ quá. Sao vừa mới bắt đầu chương trình chưa chào hỏi mọi người, chứ chào hỏi khán giả thì đã ngáy ngủ thế cũng được. Chào khán giả một câu đã, thôi nói gì nói sao. Chào các bạn khán giả có buồn ngủ như Kiên không? Đang buồn ngủ quá các bạn khán giả, tại vì là hôm qua tôi xem đá bóng. Mà tại vì là đại loại Kiên rất là thích đội Ý, mà hôm qua đội Ý lại thua 0-1 nữa. Hai, Chí. Này Kiên, bạn thích xem bóng đá, tôi thấy hơi lạ đấy. Sao không? Tôi xem bóng đá suốt ngày mà còn bị mọi người nói là toàn nói dối. Nhìn kia thì kia, đá bóng bao giờ mà xem. Này, Kiều ơi, nếu hôm nào tôi với ông cùng ra sân với nhau tỉ thí thì mai đá bóng giỏi hơn không? Tóm lại là hôm qua có xem bóng đá không? Có. Xem trận nào? Đấy thì vừa bảo xem trận Ý đúng không? Đội gì đấy? Này, trận đấy thì tôi lại không được xem, nhưng mà tôi xem trận sau, Pháp. Pháp hôm qua đá hay quá. Đá thế mới là đá. Nhưng mà một tuần vừa rồi xem đá bóng thì thế nào? Này, hay phết, cảm giác như là mình muốn thể thao. Có khi anh em lập luôn một đội bữa trưa vui vẻ football. Được, bữa trưa vui vẻ football được ấy nhỉ. À mà nói đến bữa trưa vui vẻ football thì cũng có một đội bóng khác cũng toàn nhân vật rất là đặc biệt đấy, người ta gọi tên là đội bóng nghệ sĩ. À tôi có nghe đội bóng này, có nghe qua rồi. Đội bóng nghệ sĩ thì đã tập hợp rất nhiều những ca sĩ này, rất nhiều những diễn viên nổi tiếng. Và một thành viên của đội bóng nghệ sĩ hôm nay sẽ có mặt tại nhà của bữa trưa vui vẻ. Ai? Biết ai không? Ai? Anh này đá bóng cực kỳ siêu, mà vị trí của anh ấy trong đội bóng lại cực kỳ quan trọng. Vị trí gì? Thủ môn à? Thôi mời người ta vào đi, okay. Gì nữa. Thế thì các bạn khán giả thân mến, đến với bữa trưa vui vẻ hôm nay chúng ta sẽ đón chờ một vị khách mời, đó chứ anh chính là một thành viên vô cùng đặc biệt trong đội bóng nghệ sĩ. Xin giới thiệu ca sĩ Ngọc Minh, Idol. Woo. Chào anh. Chào em. Sao anh? Hôm nay trước khi đến với bữa trưa vui vẻ thì anh có đi đá bóng thể dục thể thao buổi sáng không? Có, hôm qua anh có đá một trận, phải nói là nảy lửa. Thế ạ? Trận đấu nảy lửa. Và anh Minh này, em có một thắc mắc là tại sao hôm nay em với anh đồ đạc lại... lại thế này nhở? Có phải anh thích đội tuyển Anh không? Em rất thích đội tuyển Anh đấy, tại vì hai tông màu đấy là chính của đội tuyển Anh. Anh nghĩ rằng là hai tông màu này của mình thì giống nhau. Vâng. Nhưng mà phong cách ăn mặc thì khác nhau, em đúng trông rồi. Rất là hippie, rất hip hop, anh trông lịch lãm, đỉnh đang này mà. Vâng, nhưng mà trông em đẹp trai hơn đúng không? Mà anh ơi, sao thì hôm nay đến với nhà hàng bữa trưa vui vẻ thì anh Minh có muốn gửi lời chào đến các bạn khán giả không? Ngọc Minh xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả các bạn khán giả của chương trình bữa trưa vui vẻ. Anh Minh này, em được biết là trong đội bóng nghệ sĩ thì anh là một người đảm nhận một vị trí rất là quan trọng. Và anh có thể bật mí một chút cái vị trí của mình ở trong đó không? Vị trí của anh mà khi chơi ở trong đội bóng nghệ sĩ hoặc là bất kỳ đội bóng nào thì thường thường là cái vị trí mà nó nặng nề nhất, nó đòi hỏi thể lực nhiều nhất, nó đòi hỏi một cái sự chiến đấu rất là dẻo dai, đó chính là vị trí tiền vệ trung tâm. Tiền vệ trung tâm có nghĩa là ở tiền vệ trung tâm thì theo như em được biết thì tiền vệ trung tâm sẽ là người đứng ở trung tâm này và sẽ là một cầu nối của tất cả các vị trí khác đúng không anh? Nghĩa là vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là một người đứng ở giữa và từ đó người ta sẽ phân phối bóng đi tất cả các nơi trên mặt sân, và người ta còn có một nhiệm vụ nữa là thu hồi bóng lại. Nó rất là khó khăn và rất là vất vả, rất là em có thể nói thấy là hơi khổ đúng không? Thế thì chắc là mỗi bữa ăn thì anh Minh phải ăn rất là khỏe đúng không? Nhưng mà hôm nay đến với nhà hàng của bữa trưa vui vẻ thì anh yên tâm, đến với nhà hàng bữa trưa vui vẻ thì anh sẽ được ăn những món ăn vô cùng ngon. Ngoài ra thì anh còn được giao lưu với các bạn khán giả nữa. Còn các bạn khán giả hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem cách thức tương tác với chương trình bữa trưa vui vẻ là như thế nào nhé. Xin mời. Bạn có muốn một bữa trưa vui vẻ? Với điện thoại di động, laptop hay máy tính để bàn, các bạn đều có thể kết nối để ăn trưa cùng VTV6. Nếu các bạn dùng smartphone, hãy truy cập vào trang web vtvplus.vn, /download và làm theo hướng dẫn để tải phần mềm. Còn nếu bạn dùng laptop hay máy tính để bàn, chỉ cần truy cập vào trang web vtvplus.vn để tương tác trực tiếp. Click vào logo VTV6, xuất hiện màn hình yêu cầu bạn đăng nhập để tham gia chương trình. Các bạn có thể dùng tài khoản Facebook hay VTV Plus và chạm vào màn hình khi MC mời các bạn tương tác cùng trả lời câu hỏi. Chỉ với những bước đơn giản, bạn đã trở thành khán giả quyền lực của bữa trưa vui vẻ và giành được những phần quà hấp dẫn. Hãy đến với bữa trưa vui vẻ của VTV6 tất cả các ngày trong tuần vào lúc 12 giờ trưa.
Sao thế? Em hỏi thật luôn một câu là anh đã thấy đói chưa? Nói thật là đến giờ phút này thì là anh cũng thấy hơi đói rồi. Và anh đang mong chờ một cái bữa trưa nó thịnh soạn, nó hơn, nó ngon hơn bữa tối nhiều. Ok, thế thì chúng ta sẽ đến ngay với món khai vị đầu tiên để xem món ăn chúng ta dành cho ca sĩ Ngọc Minh Idol là gì. Xin mời. Về vấn đề đã tồn đọng trong vài tháng nay. Hãy bình tĩnh. Theo ước tính thì đây chỉ là một vết cà phê nhỏ trên một chiếc bàn lớn thôi. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng chúng ta đang đánh giá thấp vấn đề. Tôi đồng ý, ai đó hãy nghĩ giải pháp đi, vì cà phê sắp lan đến máy tính của tôi. Bình tĩnh nào. Món sushi của tôi sẽ thành cá ngâm cà phê mất. Được rồi. Chờ đã, tôi có ý này. Nhân vật sẽ làm gì để xử lý cốc cà phê đổ? 1. Cầu chiếc cốc lên. 2. Dùng giấy ăn lau bàn. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là nhân vật sẽ làm gì để xử lý cốc cà phê đổ? 1. Câu chiếc cốc lên. 2. Là dùng giấy ăn lau bàn. Sao? Anh có hiểu rõ tình huống này không? Đại loại là trong một cuộc họp có một cốc cà phê đổ ra và chúng ta sẽ phải xử lý cốc cà phê như thế nào? Anh thấy nghĩ rằng là cốc cà phê đổ ra thì như là trên đoạn clip vừa rồi là cà phê sẽ dây vào cái máy laptop và dây vào đồ ăn. Vậy thì theo anh cái cách xử lý đơn giản nhất có nghĩa là phải cầm một cái tờ giấy thật nhanh, đặt xuống bàn lau cho thật sạch cái cà phê đấy. Có nghĩa là phương án 2 à? Nhưng mà anh có đang hoang mang là không biết tại sao có phương án 1, phương án 2 không, hay anh chắc chắn phương án 2 rồi? Anh nghĩ rằng là nếu mà là anh thì anh sẽ xử lý phương án nó là như thế. Nhưng mà anh đừng lo, tại vì là đến với chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ anh sẽ không phải trả lời ngay. Tại vì anh có rất nhiều những bạn khán giả vô cùng quyền lực và thông minh sẵn sàng giúp đỡ gửi tương tác về cho chương trình. Chính vì vậy mà anh hãy chờ một chút, chúng ta sẽ có kết quả tương tác gửi về cho chương trình nhá. Nhưng mà có một việc mà chúng ta phải làm ngay bây giờ, đó chính là chụp ảnh check-in để xem các bạn khán giả phản hồi về chương trình như thế nào. Ok, nào. Ok. Các bạn khán giả thân mến, các bạn hãy tương tác gửi về chương trình chúng tôi những bức ảnh. Những bức ảnh như thế nào thì ngay sau đây ca sĩ Ngọc Minh Idol sẽ cho các bạn chủ đề của bức ảnh. Anh Minh này, đến với chương trình thì anh sẽ phải tạo ra một dáng nào đó nó hơi lạ một chút để cho các bạn khán giả chụp ảnh theo, chụp ảnh trước màn hình của Bữa Trưa Vui Vẻ. Sau đó thì những bạn khán giả nào anh thấy ưng nhất, lúc đấy thì các bạn sẽ được nhận phần quà từ anh. Thì hôm nay em cũng đang rất tò mò thắc mắc là phần quà anh mang đến chương trình là gì. Tại vì là em thật ra cũng rất thích quà của khách mời. Thì biết đâu ra em chảy ra chụp ảnh nhận phần quà của anh thì sao? Bây giờ anh sẽ có một món quà dành tặng cho những vị khán giả. Đó là một album của anh. Album mới nhất của anh. Wow. Mình tặng đến cho tất cả các vị khán giả, những người fan thân yêu của anh. Có được kèm chữ ký không? Tất nhiên là có rồi, chắc chắn là có. Một món quà rất là thú vị, một album mới nhất của Ngọc Minh. Mà album của anh đặc biệt lắm, cầm cái album lên là cảm giác như đang cầm một chiếc iPad vậy. Đúng như này luôn. Chiếc iPad như thế này. Wow. Nhưng mà các bạn khán giả của chúng ta chỉ thích là chúng ta là bạn bè gần gũi thôi. Anh thương anh như thế em thấy có vẻ không thân thiện cho lắm. Anh đem công nghệ kết nối mọi người lại với nhau mà. Vậy thì anh có muốn gửi một lời gì đấy đến tất cả các bạn khán giả để các bạn gửi tương tác về cho chương trình tốt nhất không? Các bạn hãy cố gắng vận dụng hết tất cả khả năng có thể để có thể nhận được những món quà rất là đặc biệt, rất là giá trị, đặc biệt là cái món quà của mình dành tặng cho tất cả mọi người. Ok. Mà ban nãy khi mà xem tình huống đầu tiên ấy thì đại loại là em thấy là rất là hậu đậu và vụng về, làm đổ cốc nước ra bàn. Thì trong trường quay của chúng ta có một người y hệt như thế, đó chính là DJ Minh Chí. Biết ngay mà. Anh đang cực kỳ vụng về luôn. Biết ngay lúc mà. Lúc nào cũng làm đổ đình đổ chùa. Em xem là đôi bàn tay rất là khéo léo, suốt ngày bạc 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 như này. Anh nghĩ là em thì lại nghĩ là tại vì nó bạc 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 nhiều quá nên anh vụng về, nó mới khua khoáng lung tung, nó mới đổ ấy chứ. Không bao giờ đâu, không bao giờ đâu. Tôi không hiểu tại sao mà tất cả các MC luôn luôn nhằm chém tôi để nói, để chặt chém tôi là thế nào? Có phải cậu ghen tị với tôi không? Thật ra thì tôi cũng chẳng ghen tị lắm đâu, tôi cũng khá là ghen tị vì khả năng DJ của cậu, nhưng mà tôi chỉ nói sự thật thôi. Này, thế tôi bụng về ở chỗ nào cậu thử nói tôi cho này, tôi xem nào. Bảo là không ghen tị với tôi thì tại sao hôm nay mặc áo trắng giống tôi? Này, áo tôi có chữ nhá. Áo đấy không có chữ. Nhưng mà áo không có chữ nó mới độc đáo, đây giống như anh Minh áo không có chữ đâu. Cậu ấy bắt anh có ca vát mà. Ok. Em thấy không, mình phải chặt chém lại đi vậy là đúng, MC. Đúng, anh nói đúng. Không thể để MC người ta chặt chém mình được. Anh nói đúng, anh nói đúng. Thế chị nghĩ sao về tình huống ban nãy? Tình huống này á? No comment, no comment. Đáng nhẽ là tôi cũng đưa ra cái ý kiến của tôi để mà trợ giúp cho khách mời đấy. Nhưng mà không hiểu sao MC hôm nay lại có cái thái độ thiếu hợp tác của tôi, thế tôi quyết định là tôi không đá bóng với cậu đâu.
Thế mà vừa mấy phút trước và thành lập đội bóng Bữa Trưa Vui Vẻ. Thôi nói thế tôi chắc là sợ mà, sợ phải đấu với em mà. Thôi thôi thôi, thôi. Bye bye chị. Theo như em được biết thì đã có kết quả tương tác với chương trình, thì anh nhìn lên màn hình để xem kết quả các bạn khán giả tương tác với chương trình là như thế nào. Câu hỏi của chúng ta là nhân vật sẽ làm gì để xử lý cốc cà phê bị đổ. 1. Câu chiếc cốc lên. 2. Dùng giấy ăn lau bàn. Tỷ lệ tương tác của chúng ta là 57% phương án 1 và 43% là phương án 2. Thế là anh nằm trong con số 43 đúng không? Chính xác. Và nhiều khi số ít khán giả lại là đúng. Cũng chả biết thế nào đúng không? Chả biết thế nào, sao? Nào, anh chọn những cái nào, phương án 1 hay phương án 2? Thôi cho anh đổi, anh chọn phương án 1 đi. Phương án 1 chính là phần đông khán giả. Thôi anh hay theo số đông. Ok, thế thì đã có phương án 1. Câu trước cốc lên, chắc chắn chưa? Chắc chắn. Khách mời của chúng ta đã chọn phương án 1 và ngay sau đây hãy đến với clip đáp án để xem khách mời của chúng ta có đúng hay không. Xin mời. Tính toán của tôi có vẻ không hiệu quả. Em có phương án của mình. Thì sao? Câu chiếc cốc lên. Buồn lắm đúng không? Nếu với câu hỏi này tương ứng là 40 điểm tương ứng với 400.000 đồng. Như vậy anh đã mất 400.000 đồng. Một số tiền khá là lớn, thì có một rất là lớn. Bình thường em chưa, anh chỉ hết 20.000 thôi. 20.000, 400.000 rất là to. Đáng. Thôi nhưng mà anh đừng lo, tại vì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với món ăn thứ hai. Ở món ăn thứ hai này mệnh giá sẽ là 60 điểm tương ứng với 600.000 đồng, sẽ còn gấp 300 lần đúng không ạ? 30 lần. Bữa trưa mà anh hay ăn nữa, và chúng ta hãy cùng đến với món ăn thứ hai ngay bây giờ, xin mời. Chị là ô xin mới. Chào Lorraine. Ray. Không ai gọi em là Lorraine cả. Được rồi, chị là Molly. Chúng ta đã gặp nhau hôm sinh nhật chị. Em nhớ chứ? Chị đến muộn. Khoảng 1 giây. 3 phút 5 giây. Em phải uống B1 vào lúc 4 giờ 26 phút. Và bây giờ là 4 giờ 18 phút. Em có thể chờ đến lúc về nhà. Đấy là lúc em uống vitamin C. Cô bé sẽ làm gì tiếp theo? 1. Kiểm tra đồng hồ. 2. Lau miệng chai nước. Câu hỏi thứ 2 là cô bé sẽ làm gì tiếp theo? 1. 1. Kiểm tra đồng hồ. 2. Là lau miệng chai nước. Thật sự là qua cái câu hỏi trước ấy, cho nên câu hỏi này anh thấy nó cứ kiểu như là gài. Gai thế nào? Đương nhiên là bữa trưa vui vẻ nổi tiếng là những bữa trưa cực kỳ là hóc búa, cực kỳ là khó khăn mà không dễ ăn một chút nào đâu. Chí? Lại kêu gọi sự trợ giúp à? Ừ. Ôi sao cứ nói xấu người ta thì đọt người ta xong rồi lại nhờ người ta trợ giúp là thế nào? Này Kiên, có được kiểu như là lợi ích gì từ vụ này đâu, cũng chỉ muốn khách mời có câu trả lời đúng thôi. Anh Minh có gây thù chuốc oán gì với Chí đâu mà chỉ khó khăn đấy nhở? Anh còn chặt chém MC cho em như vậy á. Đấy, thực ra anh Minh rửa mặt không? Em thì em rất muốn trợ giúp cho anh. Thế nhưng mà mỗi lần mà em có một cái gì đó mà tip hay là trợ giúp cho khách mời là em thường bị bếp trưởng ở trong kia là mắng. Đấy, thế nhưng mà vấn đề là nếu như mà sau đấy mà anh thắng mà anh có tiền thưởng mà anh em mình có thể đi ăn trưa thì em sẵn sàng là trợ giúp cho anh. Nói chung là vấn đề là xong, hợp đồng đã ký. Vâng. Đây là chuyện thảo luận riêng của bọn anh. Vâng. Không, em hợp đồng đã ký. Nhưng mà thật ra ấy là em nghĩ là anh chia với em thì anh có lợi hơn đấy, tại vì là nhiều khi MC là người quyền lực nhất mà, cái gì cũng biết. Chỉ sau bếp trưởng thôi. Biết nhưng không nói thì nói làm gì đúng không? Bây giờ biết thì người ta phải nói. Anh đặt niềm tin vào em. Nhưng mà câu hỏi này em không biết ạ. Ấy. Đúng anh thì thôi, chứ còn em thì em nghĩ là những cái tình huống của bữa trưa vui vẻ này là năm ăn năm thua. Nghĩa là mình nghĩ nó thế này nhưng nó lại là thế kia. Bây giờ anh thấy kiểu gài thế nào. Đúng rồi. Thế thì anh tin vào đáp án nào thì anh cứ trả lời ngược lại đúng không? Tiền. Đấy.
Đó, thế rồi. Bây giờ anh nghĩ đáp án nào? Đáp án 1 là kiểm tra đồng hồ, 2 lau miệng xe nước. Anh nghĩ là đáp án 1 kiểm tra đồng hồ. Nhưng mà anh chọn đáp án 2. Nhưng mà anh từ từ đã còn tương tác của khán giả còn gửi về cho anh đúng không? Trong lúc chờ đợi khán giả thì anh có thể chia sẻ một chút về âm nhạc cũng như là sự hoạt động gần đây của anh cũng như là các kế hoạch sắp tới được không? Về những hoạt động âm nhạc thì chắc là cũng mọi người cũng đã biết là thời gian vừa qua anh đã phát hành 1-2 album và cũng có một số bài mà các bạn khán giả trẻ rất là yêu thích. Và niềm vui của anh là mỗi ngày anh lên Facebook ấy, là anh thấy có những cái dòng status mà lấy ở trong cái câu bài hát của anh ấy rất là dễ thương. Và trong tháng sau thì anh sẽ tiếp tục anh phát hành một album và một MV bài của nhạc sĩ Nguyễn Hùng Thuận, cũng khá là hay, khá là đau và khá là buồn. Khá là đau. Thế thì còn chần chờ gì nữa, em nghĩ là nhà hàng Bữa Trưa Vui Vẻ của chúng ta cần phải hâm nóng ngay với một bài hát. Anh có sẵn sàng gửi một bài hát tới cho tất cả các bạn khán giả không? Bài hát mình sẽ làm hâm nóng tất cả các món ăn trong Bữa Trưa Vui Vẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng. Nhưng đúng mà rồi. Em nghĩ là nên để sau đi. Cái màn hoành tráng thì anh em nên để cuối, để kịch tính để đến cuối được không? Ok. Thì trong mà anh mới cho em hỏi một chút là theo như em được biết thì là về World Cup, anh là một người rất là yêu bóng đá và ở trong đội bóng nghệ sĩ. Thì World Cup này anh cổ vũ cho đội nào? World Cup này anh cổ vũ cho đội Anh, đội Ý, đội Hà Lan, đội Bồ Đào Nha. Tôi nói chung anh không có một đội nào đấy cụ thể đúng không? Em nghĩ là đã có kết quả tương tác các bạn khán giả rồi. Và chúng ta hãy cùng xem clip tương tác là như thế nào để còn trả lời câu hỏi thứ hai nữa. Ok. Cô bé đang làm gì? 1. Kiểm tra đồng hồ, 2. Lau miệng xe nước. Chúng ta có 48% kiểm tra đồng hồ là phương án 1 và 52% là lau miệng chai nước. Khó đây, hai tỷ lệ này nó cứ xem nhau như thế này. Đáp án cuối cùng của anh? Đáp án cuối cùng của anh là kiểm tra đồng hồ nhưng mà anh lại chọn thành lau miệng chai nước. Tóm lại là anh chọn phương án 2. Phương án 2. Ok, khách mời chúng ta chọn phương án 2. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với clip đáp án để xem khách mời của chúng ta có đúng hay không nhé. Chị nghĩ chị rất thích hợp cho vị trí này. Chị đã dành rất nhiều năm phát triển kỹ năng. Chúc mừng. Yeah, 600.000. 600.000 này thì thường thường anh hay ăn trưa có 20.000 thôi. Hôm nay thì có 600.000 như này thì anh sẽ được 20.000. Anh sẽ chia nhỏ ra. Anh sẽ ăn một tháng. Anh sẽ chia nhỏ ra và anh ăn khi nào hết cái số 600.000 đấy đi thôi. Khách mời chúng ta trông cũng có vẻ bảnh bao, lịch lãm, sang trọng mà. Đây em thấy không, cuộc sống của một người ca sĩ xa nhà nó vất vả lắm. Đâu có... Em thì em lại nghĩ là thỉnh thoảng chúng ta nên phóng túng một chút. Chứ 30 ngày mà mỗi ngày đều 20.000 như thế. Ok thì... xong luôn, sau chương trình này 600.000 chúng ta sẽ đi ăn đập phá hết luôn. Và anh phải mời em. Tất nhiên anh em, nhưng mà có không? Có cho đi cùng không? À, tất nhiên là có chứ. Có. Em là cái người mà trợ giúp cho anh. Đúng, phải có. Vậy thì còn câu hỏi thứ 3. Món ăn hoành tráng nhất từ 100.000, 100 điểm từ 1 triệu đồng. Sẵn sàng chưa? Món quà to quá. Thật sự anh đang sốc. Vậy thì anh có phải sốc dài, sốc nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy đến ngay với câu hỏi thứ 3 để xem câu hỏi thứ 3 là như thế nào nhé. Xin mời. Em sẽ rất nhớ anh. Anh phải đi thật ạ. Em biết anh phải đi mà. Vậy chúc anh đi an toàn nhé. Chàng trai sẽ làm gì? 1. Quay lại dặn dò bạn gái. 2. Quay lại mắng bạn gái. Câu hỏi là chàng trai sẽ làm gì? 1. Quay lại dặn dò bạn gái. 2. Quay lại mắng bạn gái. Mình nghĩ sao? Thực ra là với cái trường hợp này, mình đặt mình vào trong đó thì khi mà trước khi đi xa thì sẽ quay lại, không những dặn dò rất là nhẹ nhàng ân cần mà có khi còn ôm hôn gái, chứ không bao giờ có chuyện mà quay lại mắng mỏ bạn gái cả. Trong lịch lãm bảnh bao như thế này chắc là cũng rất là ga lăng không? Xem trong mặt anh căng thẳng quá, em nghĩ ai lẽ là chúng ta nên đến ngay với một bài hát đi.
một bài hát là gì đó làm cho không khí của bữa trưa vui vẻ, làm cho không khí của nhà chúng ta trở nên sôi động, giải tỏa. Ok. Và ngay sau đây mình sẽ hâm nóng tất cả các món ăn của ngày hôm nay bằng một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng được mang tựa đề Trống Vắng. Ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi rồi khi em đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm. Giờ đây sao trông vắng, nhớ em anh buồn buồn vì ai, xa xôi bỗng thấy cô đơn trong lòng ai vì ai. Những lúc gặp nhau em đâu nào có biết, có những hờn ghen nhỏ nhoi, tiếc nuối làm chi yêu đương mà dị vã, tha rằng em nói tiếng chia tay, tha đừng biết em để anh không buồn đau. Hồn em tình anh còn đây, còn trong đồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai, tình anh còn đây, còn trong đồng say, và anh ngồi đây chờ ai đợi ai. DJ sao trông vắng, nhớ em anh buồn buồn vì ai, vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ai vì ai. Những lúc gặp nhau em đâu nào có biết, có những hờn ghen nhỏ nhoi, tiếc nuối làm chi yêu đương và dị vãng, tha rằng em nói tiếng chia tay, tha đừng biết đến để anh không buồn đau, tha đừng biết đến làm chi. Trong vắng chiều nay dâng trong hồn em, tình anh còn đây, còn trong lòng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai, tình anh còn đây, còn trong nồng say, và em ngồi đây chờ ai đợi ai. Yeah. Ôi dồi ôi, cái gì mà mỹ thế? Này, tôi bảo này. Dạ. Hàng xóm láng giềng người ta đang kêu ầm lên đi kìa. Giờ giữa trưa người ta đang xem bữa trưa vui vẻ như thế, đang tập trung như thế mà anh bật nhạc ầm ĩ thế này thì làm sao mà người ta tập trung xem được? Anh ơi, chẳng mấy khi anh làm gì, anh căng thẳng. Ngọc Minh Idol à? Rồi, nổi tiếng. Chào mừng em đến với nhà hàng. Dạ, chào anh. Mà sao hôm nay lại hai người lại ăn mặc quần lại giống nhau thế này nhỉ?
em chẳng biết kiểu về thế ạ. À, anh biết rồi. Nhưng mà anh quên là hôm nay ra áo đỏ. Anh xem TV, anh biết hai chú mặc áo đỏ, quần đỏ, bây giờ anh mới mặc áo đỏ. Anh mặc áo đỏ mà anh phải đứng ở giữa anh mới nổi đúng không? Quản lý em có ý kiến ạ. Thôi thôi, bây giờ từ từ ý kiến em cứ ngồi xuống. Em ngồi xuống. Bây giờ chụp ảnh check in đã. Chụp ảnh đã. Bây giờ quần đỏ áo đỏ đúng không? Dạ. Đấy. Chụp ảnh thế này anh tự sướng. Anh đứng giữa. Tôi đây. Không phải tự sướng, để anh. Anh là quản lý mà em ơi, chụp cho anh cái ảnh cái. Nhưng mà em có ý kiến là khách mời của chúng ta chưa ăn món ăn thứ ba. Chưa ăn món ăn thứ ba? Vâng ạ. Em chưa được ăn rồi, em mới ăn 2 món thôi. Cho nên là để khách mời ăn món ăn thứ ba đã nhé, quản lý. Ở đây mình quản lý ngồi ạ, em là phận nhân viên làm sao em dám ạ. Tất nhiên anh phải ngồi rồi. À, vâng. Nhưng mà thôi, em cứ mời anh Ngọc Minh ăn nốt món thứ ba đi. Anh ra đây, anh đứng đi DJ. Hôm nay có anh Minh ở đây cho nên là quản lý của em dễ tính như thế đấy. Anh dễ thương thế mà sao mà không dễ tính được. Trước hết là chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình và để xem kết quả tương tác của các bạn như thế nào đã chứ, quản lý. Câu hỏi thứ 3 là chàng trai sẽ làm gì? 1. Quay lại dặn dò bạn gái. 2. Quay lại mắng bạn gái. Tỷ lệ tương tác là 57% chọn phương án 1, quay lại dặn dò bạn gái, và 43% là quay lại mắng bạn gái. Wow, xem ra mọi người cũng rất là ga lăng. Thôi anh này, cứ theo cái này anh bảo này, món này anh có được ăn không? Món này anh cũng muốn ăn anh. Nhưng mà món này khó ăn đấy anh ạ. Ăn mình cũng không được tiền đâu, cứ ăn làm gì. À ừ nhỉ. Để đến phần sau mình ăn. Ừ đúng rồi. Ừ, sau mình cứ chơi ăn. Tiếp đi. Thế thì mời ca sĩ Hồng Minh cho phương án nào, 1 hay 2? Anh cứ bây giờ anh có công thức rồi. Quay lại dặn dò bạn gái là phương án anh chọn, nhưng mà phương án cuối cùng nó lại là quay lại mắng bạn gái cơ. Mình chọn quay lại mắng bạn gái. Ok. Khách mời của chúng ta đã chọn phương án 2, quay lại mắng bạn gái. Hãy cùng xem clip đáp án để xem ca sĩ Ngọc Minh chúng ta có trả lời đúng hay là không nhé. Vậy chúc anh đi an toàn nhé. Đi an toàn? Tại sao em lại đặt áp lực như vậy cho tôi? Tôi không phải là phi công, tôi không thể tự kiểm soát được chuyến đi có an toàn hay không. Và đó là một chuyến bay dài. Em biết không, đôi lúc anh rất nhạy cảm. Chúc mừng, nhưng mà tên này. Đấy, biết ngay mà. Kiên Hoàng, em cẩn thận nhé. Em tiếp khách lần sau là em phải hỏi kinh nghiệm anh nhé. Dạ. Khách trả lời đúng thế này thì nhà hàng sáng nghiệp à? Em biết ngay là trả lời đúng như thế thì kiểu gì cũng quản lý sạc em ngay mà. Ý như rằng, thế bây giờ quản lý có muốn em nhường lại chỗ quản lý không? Chưa nhường chỗ vội. Bây giờ em ngồi đây, anh đã bảo rồi, anh áo đỏ hay em quần đỏ là anh đứng giữa. Anh nổi bật nhất đúng không? Vâng ạ. Anh nhà nổi nhất. Phải chụp ảnh check in thôi. Mời anh về nhất. Okay. Em ơi, chụp cho anh tấm hình cái. Ngồi xuống. Các chú cao thế này. Đứng đi. Thôi anh em mình đứng đi, đứng ở trùng chân cũng được. Đứng được. Làm sao đứng? Đứng với bọn em khác. Đứng với trùng chân này. Này, anh đầy chưa? Nào, chụp ảnh nào. Ai ơi, mỏi lưng quá quản lý ạ. Em cúi một tí mà em anh mỏi hết cả lưng. Anh cũng mỏi lưng. Em là dạo này lười tập thể dục lắm. Dạ. Bây giờ em chạy cho anh một vòng quanh nhà hàng nào. Ôi trời. Thôi quản lý nói thì phải em làm chạy một vòng quanh nhà hàng xong rồi em vào chỗ DJ cho anh. Dạ vâng ạ. Thế thì thôi em nhường lại chỗ cho quản lý. Em xin phép chạy một vòng quanh nhà hàng. Tất nhiên là em phải nhường lại chỗ này cho anh, chỗ đẹp nhất. Đi tiễn gặp lại nhé. Đuổi em chết. Ngày hôm nay thì Ngọc Minh đến với nhà hàng bữa trưa vui vẻ nhưng mà không như thường lệ đâu. Ngày hôm nay chúng ta có một set menu rất đặc biệt. Vâng ạ. Là set menu gì? Em nghĩ là trong cái không trong khí đoán được rồi đúng không? Vâng, cái không khí nó náo nhiệt như này. Mà nhất là những cái sự kiện nóng bỏng đang diễn ra thì em nghĩ sự kiện gì nóng bỏng nhỉ? Dạ. Anh thấy ở đây có mỗi em nóng bỏng này, anh nóng bỏng này. Em nghĩ là có một cái sự kiện rất hay là bây giờ nếu như có một quả bóng là em ngồi em tầng này luôn này. Ui rồi. Đúng không anh? Nhân viên nhà hàng có quả bóng nào đây không nhỉ? Thôi được rồi, tí nữa nhá, bây giờ mình vừa mới ăn xong mà tầng bóng ngay là nó đau bụng. Đúng rồi. Đau dạ dày không tốt. Bây giờ là mình phải thưởng thức những món tráng miệng đã đúng không? Nhưng mà những món tráng miệng ngày hôm nay lại là những món rất là quan trọng. Bình thường là món chính quan trọng đúng không? Vâng. Nhưng ngày hôm nay món tráng miệng mới là những món quan trọng. Anh cứ làm em hồi hộp quá. Đúng rồi, bởi vì món tráng miệng của nhà hàng anh là vô cùng độc đáo và có xuất xứ cực kỳ đặc sắc. Đấy, bây giờ anh nghĩ là em tò mò rồi đúng không? Vâng. Em tò mò rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với menu đặc biệt World Cup của chúng ta. Xin mời. Còn là
ban nãy có cái ông quản lý ở đây ảnh check in của hai anh em mình được có hơn 1.000 tiền, hai anh em đẹp trai tự nhiên bởi vì là gym hang kéo anh em mình xuống ra, cho nên là bây giờ phải xem ảnh check in từ đầu anh em mình xem như thế nào, xem nào sẽ được bao nhiêu like rồi nào. Wow, đấy chưa, trong bức ảnh nó sang hẳn lên. Tại bức ảnh của chúng ta là ngỏ 2.205 đấy, vào có một vài comment ví dụ như là ôi anh Kiên Hoàng đẹp trai, trái tim anh Kiên Hoàng, lớp anh Kiên Hoàng. Ok, có ảnh anh kia đấy, có cái ảnh của anh kia chụp với khán giả đấy đấy, thấy chưa anh à. Có một comment của khán giả rất là hay, chúng tôi xin đọc nào. Tôi xin đọc comment của khán giả này. Buổi trưa vui vẻ tuyệt ngon, chương trình hơn cả bữa cơm nhà mình. Ôi kìa, có thơ hay. Mỗi trưa World Cup linh đình, có thêm các món mà mình thích chơi. Cảm ơn bạn khán giả có nickname là ông Bụt đã gửi về cho bữa trưa vui vẻ một sự ưu ái, một bài thơ rất là hay như thế. Còn trước khi mà đến với một thử thách cực kỳ khó khăn cho Ngọc Minh thì chúng tôi muốn cho anh xem một chút về những tin tức cập nhật trong nước cũng như là quốc tế để chúng ta nghỉ giải lao một chút trước khi đến thử thách vô cùng cam go này. Xin mời. Tin vui cho những người hâm mộ nhóm nhạc Linkin Park khi mới đây nhóm nhạc rock này đã được ghi danh trên đại lộ Rock Walk. Đây là đại lộ danh vọng dành riêng cho các nghệ sĩ nhạc rock tại Hollywood, Hoa Kỳ. Sự kiện diễn ra vào thứ tư tuần này khi nhóm nhạc từng đoạt giải Grammy in dấu tay bên cạnh những huyền thoại âm nhạc một thời như Eric Clapton, Aerosmith và Jimmy Page. Linkin Park vừa ra mắt album thứ 6 của họ với tên gọi The Hunting Party vào đầu tuần này. Chuyến lưu diễn của nhóm dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 8. Theo Bennington tiết lộ, Linkin Park sẽ ghé thăm châu Á, Úc, Nam Mỹ và đến nhiều nơi nhất có thể. Album đầu tay của Linkin Park, Hybrid Theory, ra mắt năm 2000 đã trở thành album đầu tay bán chạy nhất thập kỷ. Cho đến nay, Linkin Park đã bán được hơn 60 triệu album và giành được 2 giải Grammy. Những chiếc mũ rộng vành, sặc sỡ đang là tâm điểm chính trong bộ sưu tập mới nhất xuân hè 2015 dành cho nam giới của Burberry Blossom. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gia Bruce Chatwin, bộ sưu tập mới của Burberry là sự kết hợp hài hòa của những chiếc áo khoác cổ điển và phụ kiện nhiều màu từ vàng nghệ, đỏ cam, đồng, xanh đậm và xanh rêu. Lấy tên những bìa sách của Bruce Chatwin, chất liệu của bộ sưu tập mới là da lộn, cốt tông, lụa, sợi cashmere, vải lanh và các loại da mềm. Một số người mẫu có mang theo sách bọc da và bản in bìa sách. Tham dự sự kiện có nhiều khách mời nổi tiếng như diễn viên Tom Felton hay người mẫu Jordan Dunn. Nữ diễn viên từ đoạt giải Oscar Angelina Jolie đã được phong tước hiệu danh dự cho những cống hiến của cô với Vương quốc Anh và chiến dịch ngăn chặn bạo lực tình dục tại vùng chiến. Jolie đồng thời còn là phái viên đặc biệt của Ủy ban tị nạn Liên Hợp Quốc. Cô là một trong 1.149 người nhận giải thưởng cho những đóng góp của họ với xã hội Anh nhân ngày vinh danh sinh nhật nữ hoàng Anh. Danh sách còn bao gồm nam diễn viên Daniel Day-Lewis, diễn viên 57 tuổi, người đầu tiên giành 3 giải Oscar ở hạng mục nam chính. Nữ diễn viên 39 tuổi Jolie là một trong những diễn giả chính tại buổi hội thảo về chống bạo lực tình dục tại London vừa qua. Jolie không phải công dân Anh quốc nên cô không được trực tiếp phong tước hiệu mà chỉ nhận giải thưởng vinh danh. Đủ chưa? Cảm thấy thoải mái chưa? Sắp tới và ngay bây giờ sẽ là một thử thách vô cùng hấp dẫn của chương trình. Minh này, anh có bao giờ nghĩ là mình đã bao giờ làm gì đấy nó hơi khác đi mà nó có gì đó hơi quá đà, hơi quá lố chưa? Mình chưa giờ mình nghĩ là sẽ làm cái gì mà nó bị quá đà, quá sức tưởng tượng, quá kinh khủng, quá lố đúng không? Vậy thì hôm nay tại nhà của bữa trưa vui vẻ thì chúng tôi có đưa ra cho anh một thử thách, đó chính là hát lip sync. Đại loại là hát nhép theo những gì mà anh nhìn thấy ở trên màn hình. Anh vừa hát vừa phải thể hiện giọng hát này, phong thái này, tác phong sao cho giống với cả ca sĩ mà ở trên màn hình đó nhất. Anh sẵn sàng chưa? Anh nghĩ đây là một trò cái rất là hấp dẫn. Cái show này quen nhỉ? Cái kiểu gương mặt thân quen đấy. Biết đâu năm sau Ngọc Minh lại là một hạt giống vô cùng là sáng giá của chương trình này thì sao?
Chí, hôm nay có nhiều lỗi như thế rồi, đến màn này đã sẵn sàng. Chắc chắn là sẵn sàng rồi, yên tâm đi. Riêng về nhà cứ để Chí lo. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng đến ngay với thử thách. Nào bây giờ như nào? Anh còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ có sông em đêm. Nghe em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say, nghe em từ xưa về đây vừa hay lòng ta thức dậy. Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh yêu không hối tiếc, tình yêu giang chia tay trong em có quên nữa câu ca. Tình yêu thì sẽ em trao cho anh đâu nào phôi pha. Dối con tim anh em sẽ không buông tay anh được đâu mà. Anh không thể được gần nước mắt yêu đôi đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mà qua đã qua cháy lắm. Đừng đụng về đau thương kia, nước mắt đó vẫn rơi vì em mau baby. Và em muốn biết để trái tim vẫn nhớ thương ngầm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy. Trang giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em. Nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng có hay không, những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng. Biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa, là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Gian quanh đây bao người rộn ràng là thế đấy, thôi cho tôi đi ngay rời xa nơi đây. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao gầy. Vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tao, đợi một lần không gian đổi mới, đợi giữa chúng ta mà thôi. Ta dừng nhạc lúc nào hát lúc nào thì chụp lấy cơ hội đấy chứ. Nói chung là tôi không thấy giống. Nói chung là tôi không thấy giống. Tôi đúng. Thấy là tôi hát được còn nhiều hơn anh ấy hát đấy. Đúng. Nào. Mình phục anh. Mình quá cơ. Ôi. Anh phục quá đấy, anh chắc là anh xem em hát thì anh phải phục em sát đất luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần, đó chính là bạn khán giả may mắn nào sẽ nhận được phần quà của Ngọc Minh mang tới, đó chính là album kèm theo chữ ký của anh. Ngay sau đây chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để chọn xem bức ảnh nào xứng đáng nhất. Xin mời. Úi giời. Tại sao? À, có cả tôi trong ảnh đấy. Cô gái này xinh đấy. Quá xinh. Quá xinh. Yo. Anh nhớ là phải nhớ bức ảnh nào thật rõ, thật kỹ để chọn khán giả may mắn nhất đấy nhá. Khán giả này chắc chưa nghe được album rồi. Ây da, sarang heo. Ây da, trái tim kìa, trái tim dành cho anh đấy. Cậu bé. Ây da. Úi giời. Có quản lý loại bức ảnh loại.
khổ thân của mình được. Hơi tối nhỉ. Nào anh, chọn được bức ảnh nào chưa? Mình cũng chọn được rồi. Bức ảnh thực ra là có rất là nhiều bức ảnh mà bức ảnh nào mình cũng thấy đẹp, cũng thấy dễ thương hết ấy. Giá như mà mình có thể tặng được hết tất cả cho từng người một thì tốt. Thì anh nên làm như thế thôi, có gì khó khăn đâu. Bọn tôi có lại địa chỉ các bạn đi mà anh cứ mang ăn bùm ở đây, bọn tôi sẽ tặng hết. Nghĩa là mình sẽ tặng cho không chỉ một đâu, mà chắc là 5 vị khán giả. 5 vị khán giả? 5 vị khán giả. Wow. Có những cái bức hình đẹp nhất. Có nghĩa là anh sẽ chọn luôn 5 vị khán giả bây giờ? Yeah. Ok. Đầu tiên là mình muốn chọn bức ảnh nào? Thôi bác lớn tuổi mà mặc áo Việt Nam. Áo Việt Nam. Oh. Yeah. Rồi ok. Thứ hai là một cái bạn này, này, này. Bạn Sang Heo ấy ạ. Sang. Đây, bạn thứ hai. Yeah. Bạn thứ ba. Bạn thứ ba là bạn nam mà có để hình trái tim này để ở dưới này này. À trái tim để ở dưới à. Dưới áo ấy đúng không ạ? Trái tim để ở dưới áo. Rồi ok. Hất cà ravat, áo cùng một cổ chứ. Đẹp dài quá. Bạn thứ tư là thứ một tư. Bạn thôi một cháu nhỏ đi. Một cháu nhỏ. Có một hình một cháu nhỏ ấy ạ. Thôi tặng cho bố mẹ và cả anh chị em các cháu nghe cũng được ạ. Một cháu nhỏ. Đây ạ. Không, quản lý không được, không được. Không có hình cháu nhỏ dính đến quản lý. Đây, đây, đây. Đấy, đúng đây, rồi ạ. Okay. Và vị khách may mắn cuối cùng. Khách may mắn cuối cùng là vị khách cái hình đầu tiên khi mà đưa ra. Hình đầu tiên. Trông rất là ấn tượng. Tôi thấy trông khá là giống Minh Minh ạ. Trông giống nhau lắm, không biết có họ hàng gì không. Được thôi chứ thực ra mình nhìn những bức hình như này thì đúng là thấy rất là vui vì mọi người luôn luôn yêu thương mình. Cái món quà mình dành nó sẽ còn nhiều hơn nữa trong cái thời gian tới. À, đã có 5 bạn khán giả may mắn rồi. Tuy nhiên thì có rất nhiều các bạn khán giả cũng muốn được nhận quà của mình. Chính vì vậy mình có thể gửi cho các bạn một bài hát. Kinh nghĩ là một bài hát sẽ gửi cho tất cả các bạn. Đó là một món quà mà tất cả chúng ta đều có thể nhận được. Mình có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Are you ready? Yo. Phải trải qua một mình em, gạt đi nước mắt người anh mới yêu. Kết thúc một câu chuyện buồn thì cũng chưa phải là hết, vì ở đó sẽ mở ra chân trời mới. Sẽ là anh, sẽ là anh chờ em. Gạt đi nước mắt. Say yeah. DJ, come on, let's go! Let go và đờ luôn. Let go và đờ luôn. Chí nhá, tôi tình hình tôi nghĩ là hôm nay tôi phải khiển trách cậu thật là nặng. Tôi sẽ báo việc này cho bếp trưởng. Được, tôi nhận lỗi. Này, thay vì lúc nãy 5 phút, bây giờ cậu cho tôi lên 6 phút được không? Có lỗi, chuộc lỗi với các bạn. Chơi hẳn 6 phút rưỡi luôn. Chơi hẳn 6 phút rưỡi nhá. Ok, còn Ngọc Minh thân mến, hôm nay thì anh đã đến với nhà hàng của Bữa Trưa Vui Vẻ. Cảm ơn anh đã đến đây, tạo được một không khí rất là vui, một không khí rất là bóng đá, rất là, nói chung là sôi động nữa.
Hôm nay thì anh đã có 1.6 triệu mang về. Wow. Nhiều vậy hả? Nhiều vậy đấy, thì 20.000 một bữa trưa, 20.000 một bữa trưa mà mất một được 1.6 triệu thì ăn sẽ ăn được trong 80 ngày, tương đương với 2 tháng, 3 tháng. Wow, chúc mừng. Còn một vị khán giả may mắn nữa nhận được 1 triệu đồng của chúng ta. Mà đó nhớ là phải chia cho mình đấy nhá, bởi vì cũng có sự giúp của mình. Khán giả thắng cuộc đó chính là bạn Phó Trinh Trinh a@gmail.com. Xin chúc mừng bạn Phó Trinh Trinh đã nhận được 1 triệu đồng từ chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ. Xin chúc mừng Phó Trinh Trinh. Xin mừng Phó Trinh Trinh. Phó Trinh Trinh nha. Và ngay bây giờ thì chắc là đến phần chuộc lỗi của Minh Chí chứ đúng không? Cũng có thể. Sao Chí? Minh Chí sẵn sàng chưa? Nhưng mà hôm nay thật sự là phải xin lỗi quý vị khán giả cũng như là xin lỗi khách mời. Một số lý do trục trặc kỹ thuật, chứ nếu mà không phải là lý do kỹ thuật là em cháy lắm. Tôi nghĩ là ngày mai trước khi mà tham gia chương trình của chúng ta, trước khi đến với nhà hàng á, thì nên dừng cái việc xem đá bóng quá muộn, quá khuya đi nhá. Nhưng cái việc xem bóng đá là ảnh hưởng đến người chứ đâu phải là ảnh hưởng đến đồ kỹ thuật. Mà đây là lỗi kỹ thuật, đâu phải lỗi do người. Nào, okay. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu! Now pack.